thì anh em mất ngủ nhiều lắm ạ, cứ khoảng có khi có hôm thức từ 4 giờ sáng hầu như không buồn ngủ ạ. Nhưng mà từ khi đến đây học một tuần thì về em làm luôn, sáng nào ngủ dậy cũng làm luôn 12 động tác, xong rồi xoay cổ tay, xong rồi đánh mặt, và làm vệ sinh đánh răng, xong rồi chà mặt luôn ạ. Thì là trong buổi tối thì em toàn là đánh 12 động tác một chiếu, xong sau đó thì mới đi tắm một khoảng tầm 2 tiếng, sau đó mới đi gọi là đi tắm rửa, xong rồi mới đi ngủ ạ. Tắm buổi tối ạ? Vâng, em quen thế rồi ạ. Không thay đổi được. Chưa thay đổi được. Nhưng mà rồi cho dù là chưa thay đổi được thì cũng cố gắng đừng ngồi đầu đêm. Vâng ạ, không gội đầu buổi tối, chỉ có tắm thôi ạ. Thế là giờ em bị ngủ nhiều quá thì có xong rồi thấy. Giờ lúc nào cũng buồn ngủ. Bây giờ em cứ buổi tối đặt lưng xuống và em ngủ ngay lập tức trong vòng 1 phút luôn, thì không nghĩ ngợi gì. Xong giờ đi trên đường đi học cũng buồn ngủ, xong rồi buổi trưa cũng buồn ngủ, và tối chuẩn bị cũng 7-8 giờ ăn cơm xong cũng buồn ngủ luôn ạ. Giờ bị buồn ngủ nhiều quá thì ạ.